mà được một năm kiếm lộ thôi. Tâm là gì? Xin khả rời xe thì nghe rung chỉ còn xe nghe đúng không? Ngài nói tâm là gì thì bây giờ Ngài sẽ kể một câu chuyện. Nghe mà làm gì tớ anh là kỳ rô chỉ lẹp rồi. Ở đó có một trong có một vị sơ vị học trò đó tới phòng của vị thầy. Kỳ rô thì cái làm gì là phải nghe xem chuyện chi bộ mình đốt xem chi bộ mình đốt khá tuy nhiên xem mà chi bộ nhiều máu không đủ máu của chi bộ thì nghe xem chi bộ chuyện mình đốt làm đấy. Thì vị đệ tử nó mới tới gặp vị thầy nói rằng thầy ơi con trong tâm con không có an không có vui gì chứ không có giờ mà vui lúc nào cũng buồn hết trơn. Anh làm được cái xong thì chúa ngài xem thì tiền đạt, nên nghe chúa xem thì trong một số của xong thì vị thầy nói bây giờ con hãy đem tâm con ra đi, ta sẽ chùi cho. Anh giữ trụ được cái làm được nghe xem nhớ cái mình đốt làm được, ta nghe xem thì ngài ra nhớ cái mình đốt. I can't find my mind. Thì vị học trò nói con không có tìm được tâm con, chưa tìm thật không có tìm ra. Anh làm được cái xong được nghe chúa ngài xem thì purify trong một số sao về nghe xong được. Thì vị thầy nói vậy là ta đã rửa tâm con rồi đó. Chế trang cái tin nào chứ đấy, xem xe đi, cà rê làm thế xong bật chích xe ra chứ na, cho nên như cái mà đi. Thế này thì nói tâm nhưng mà tiền không thấy đâu. Yo đấy, nhau có lẽ có mong muốn chịu yo đấy. Có tâm nhưng mà tâm nó bận rộn lắm. Rồi ba, xe này nhà mình chịu chứ đấy. Bởi vì tiền không thấy. Rồi ba, ta xem xe đi cái, cà rê xong cái đồ lăng chém vậy na, xem xe đi. Clear and annoying, searching request chỉ còn xong một tầng nữa. Thì nó tới tâm và rít thằng xe rồi xem có nghĩa là tâm có nghĩa là sáng suốt và thông hiểu. Thì nên cho nó được thiền định nào, science parapsychology thiền định bao giờ xem xe thì mang cái chất level cao này thì sẽ giàu đó, nam bé thì mà ở đó. Khi nó tới khoa học đó, thì khoa học người ta nói đó, tâm có nghĩa là có bộ não, nhưng mà trong Phật giáo tâm không phải là bộ não. Chúng sẽ mong bồi, ta nằm bên tôi thì mãi mãi lê và lê xem và xem xe chứa và chứ chúng sẽ mong bồi. Tâm không phải là bộ não, có rất là nhiều nguyên nhân ở trong Phật giáo đưa ra rất là nhiều nguyên nhân để chứng minh tâm không phải là não. Cái gì xem nào? Lê bê thôi nè, để hết giáo tôi chẳng bao là mong bồi là khởi dụng cái sẽ thông thuế hiểu mà và lê và lê và đi. Khi mà chúng ta giải thích dựa trên bộ não mà giải thích đó, thì ở trong tương lai thấy có biết gì không mình không giải thích được. Rồi ba, xem cái mong bồi là khởi dụng cái sẽ để hết giáo thu rồi ba. Nhưng mà khi mà nói về tâm, nói về mình. Thích về tâm đó, mình mẫu ba là thể dùng cái này. Xem cái thể này thông thuốc và thể này dùng rồi đó. Tâm có thể nhìn thấy trong tương lai sẽ xảy ra cái gì, nhưng bộ não không thể nhìn thấy tương lai được. Bụng khá sẽ cho ông mà thể nhận thể này dùng cái đó. Có rất là nhiều một vài đứa trẻ đó hiểu biết được kiếp trước mình là gì. Đi, dùng ra để đó, thì sao thép nhận được mong đó. Điều này hiện tại bây giờ cũng phổ thông lắm, trong sách cũng đã ghi rõ. Lẽ ba cái cha xe số na kia ông mà trên đó xe riêng thì được xe chậm khâu của chú chỉ được đó. Khi mà nói về bộ não mà biết được kiếp trước đó thì khoa học đâu có giải thích được, đâu có chỉ ra được đâu. Xe ra xem xe thì lẽ ba là khâu khác chứ không chúng sẽ mang bộ yếu đấy. Cho nên tâm và bộ não có sự khác biệt rất là lớn. Rồi ba, hiện nay cả rễ sinh sinh ra cho nên anh em mới chú chỉ. Mà nói tâm là gì kiếm không ra. Thì học của chú sắp tới sửa xe na, cả tuổi này chịu được thôi nhé chứ. Thì cả thế thì control học của chế thôi na, bị chịu chán nhé chứ. Once you know the how to control it well, then you will be very happy. Một khi mà mình biết cách mà khống chế điều khiển tâm mình được thì mình sẽ có sự hạnh phúc. Then it goes out of the control, then the problem dần dần. Nếu mà mình không có thể khống chế được thì lúc đó có bắt đầu có nhiều vấn đề xảy ra. Rồi, hoặc the computer program the chip virus mong vui rồi, xem nào, thì số bạn tiêu ngủ đấy. Giống như trong máy vi tính mà có nhiều virus thì cũng vậy đó. Cái next question là. Call you said to worry. Mày đi, đi qua không nhỉ? Tâm là gì? Thứ nhất rồi, thầy có nói tâm phải tiến bộ, vậy tâm là gì? Xem làm thế nào phát hiện ra sự lừa dối của chính mình. Su là cổ có tăng thì cấp là khánh đế tha cô đi. Su cổ có tăng thì cấp là trở về Việt Nam kiểu chiếc lô đó. Làm sao, làm thế nào phát hiện ra sự lừa dối của chính mình. Su là cổ có tăng khánh đế là xin đi. Tadi test juga di seluruh seno macam ni, yang aku cakap juga juga korak susu gawat dan tu kandas single lah biar. Pernah duduk je dah. Tadi susu gawat tengah itu kadu single sana, kong rada sini single dah. Kong. When you get the loss, you will know. Làm thế nào phát hiện ra sự lừa dối của chính mình? Khi nào mình thấy mình chỉ bị mình chịu thất thiệt á
mình biết là mình phát hiện ra sự lừa dối của chính mình. Nếu mà mình tự lừa mình nó thì mình bị lỗ lã. 수수 가도 맞지 봐자도 수수수 거기다에 따라 총하라고요. 수수수수 맞지 봐다 콩조 아제제는 콩조랑 맞지 봐자도 수수수 거기다에 따라. 자, nếu mà mình thấy mình tâm bất an này không hạnh phúc, đó là cái điều chứng minh cái điểm cái dấu hiệu chúng ta biết là chúng ta tự lừa dối chúng ta, vì vậy mình bị lỗ mà. 좋아. 어디도 수수수 맞지 봐. 수수수 콩조다 제뺑 아제제로 착도 든지 숙중 부제도 다 총하라고요. 수수수 거기다에 요래. Khi mà mình mà trong lòng mình nổi sân nè, ganh tị nè, đố kỵ mạng đố rồi đó, rồi làm cho mình không hạnh phúc, đó là cái dấu hiệu cho thấy là mình tự gạt lấy chính mình. Cả xe đùa, không đủ lòng từ năm xa cha là tập cha chế của nhà đùa, không đủ lòng rồi. When someone gets angry, they will call you cha là cha chế của đùa. Khi mình nổi nóng thì mình điện đồ phải không? Ném đồ. Thì chọn nhì ra rồi, cha là chọn chị, su mà chị bà chị su chọn chị, chọn nhì ra. Như vậy thì lỗ tới hai lần đó. Một lần là mình mất đồ, mình điện bể nè. Một cái đó là mình bị buồn, không được vui nè. Được rồi, ta cháu yêu nó nhúng sẽ chả mà thôi, cháu yêu được chứ, không được làm cháu yêu nó. Điện bớt lại. Ok, Ngài nói Phật Pháp cao siêu, mà con thấy Phật Pháp nói. Khu tục phát cái, mà lý đều là trở hồi, sao khu tục 파게 파게 칠로 콘저 좋아요 사. 말에 마 쿠란도 랑바지 안 되는 데도 돼. 먼저 들어가 도 돼. 아 아야다야. 네. 근데 쿠란 라고 자서. 네. 안 믿고. 에, 엠고 하래는 거야. Ngài nói rằng đó là ngài tu hành thì học kinh điển 20 năm trời mà ngài còn chưa bỏ được tham sân si nữa, ngài chỉ làm cho nó giảm bớt thôi. Nếu mà nên nên nhổ tăng thu rồi, thà cái tên thế rồi ta nhổ đủ rồi. Bỏ thì khó, mình làm nó giảm thì được. Đúng không? Thu sum xe thì băng xe thì lẽ là vô chuyện gì mà ta. Khi mà nói tới bỏ tham sân si không có dễ đâu nhé. Thằng ta chúng ta luôn luôn trên đời đều nhớ mỗi chiếc bình đồ à, khắc tu chỉ thực đủ cho là nó cũng mà lập số na nằm sẵn xem nào khởi dụng được. Bây giờ mà ngồi thư thái như vậy đâu có thấy gì đâu mà phiền não nó khởi lên, mà tự nhiên có người nói đồ ăn cắt chửi một cái là tự nhiên nổi nóng lên liền. Nằm sẵn không được liền rồi. Dạ, lập tức nổi nóng liền. Nghe cô mà giờ bảo là ngay là cô mà khởi trên đời đều sẽ được rồi. Tôi đâu ăn cắt mà sao lại vu khống tôi nói tôi ăn cắt. 네 제가 아 저런 야가라 제가라 다 저런 시부들라 남사 아 나 야고 요서 남상 아래 가 얘기를 봐. 어떻게 하나요? 저 아이 딱 좋아. 그럼 또 이제 mình thấy sung sướng thì thôi. 수수 소알 딱 되게 되다. 딜레 나오게 말해. 그럼 또 mình tự tìm hiểu, tự phân tích đi. Mình thấy không có dễ mình nghĩ đâu. 뇽으로 땅 토르 자자자 땅 토르다. 100% 100% mình có Nhờ, sao tôi nói là mình có thể giảm được giảm đi làm thuyên giảm đi phiền não 100% mình có thể làm được, chắc chắn bảo đảm làm được, tại vì dựa vào kinh nghiệm của tôi. Và tu sum pa pang sa su na ta le ta shu le sa ta ta san ji sa le ten le sa wa. Nếu mà có thể tiêu diệt được phiền não 100% thì thành Phật dễ thôi. Vậy thì tham sân si mình nói như vậy là mình hiểu, vậy thì là như thế là dễ hiểu rồi, đâu khó quá khó hiểu đâu. Anh nói là kinh sách là rất khó hiểu, nhưng mà rất là cao siêu khó hiểu. Vậy thì tham sân si thì mình chỉ hiểu là diệt nó thôi thì là dễ hiểu rồi.
Vậy suy ra là dễ hiểu. Nhưng mà nói tới mà kinh nghiệm để làm sao mà tiêu diệt được tham sân si, tới 20 năm rồi tôi cũng chưa làm được. 재고래서 해야 돼. 라비아한테 빼려라고 고쳐야 빼겠지 물어봐. 야고 재고. 너 이제 해요. 야고 재야 돼. 니만 니만 주전 니 섭시 야고 재야 돼. 빼갈래 여러와. 야고 재야 저러. To do the good things 빼갈래. 니 니만 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 Thế là thằng chiếc đồ anh ấy chả chưa. Ngài Mà đấy. Anh ấy còn chị nói là mẹ của chị đó thì Protein go to a vitamin A, B, C, mango go to a. Ví dụ như thân thân của tổng thể của chúng ta đó thì cần có là vitamin A, B, có những dưỡng chất khoáng đồ vân vân. Rồi bà vitamin A cái effect khác rồi bà. Calcium cái effect khác rồi bà. Protein cái effect khác rồi bà. Effect chứ bao mà rồi. Còn gì effect thì nên ăn cho số gul sama go to a. Thì là vitamin á thì có cái hiệu quả như thế nào, hiệu quả khác. Còn nó calci thì có hiệu quả khác hay không? Chúng ta chất đạm thì có hiệu quả khác. Rồi bà, ngã đoàn này xuất xuất của Phật Giê-xê-ya. Phật Giê-xê-ya thì xuất phần đồ dùng của bà. Khi mà nói chúng ta trì chú đó thì chúng ta tiêu trừ được nhiều chứng đó. Nhằm nên xem cái chế hạt thì xuất xuất chế bộ dùng. Phần đồ chỗ thì rồi bà, nhằm nên xem cái chế hạt thì rồi bà. Chỗ thì rồi bà. Khi nói chúng ta tu hành mà chuyển tâm thì sẽ làm chúng ta được nghĩ là. Rồi bà. So you the same you are down the region, Yamle Chesona, one susu sim kiwa, susu yaga, or that kiwa chimakiwa.